Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Nguyên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai đây quý vị ơi. Phô mai cũng đẹp không ha, củ đế tay cành đẹp không nè ha. Chào anh. Chào anh Tấn, chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên, nay em có về khoảng 30 mấy cây phô mai dạo Thủ Đức để giao lưu với các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị xem kênh Mai Vàng Quy Dừa ủng hộ mà em. Số điện thoại của em là 0332333910. Cái này cũng hình thức của em bao ship toàn quốc luôn nha các cô chú anh chị. Dạ, vô mã số 36 anh Tấn. Rồi, đầu lép 36. Dạ, có cây có củ bự chảng luôn. Rồi. Đo hoành đây đi, đo 2-3 thứ đi. Hoành 26 đi. Cái củ đạt này đi 39. Đó, sổ này chắc tầm 20 mấy đó. Dạ. Cây này giao lưu 2 triệu anh em ơi. Dạ, dàn đế nôm đẹp luôn. Rồi, 2 triệu. Rồi, xuống cây. Nè. Anh đang quay tắt nữa, anh gọi lại. 37. 4, cái gì? 43. Rồi, mã số 37. Ủa, hồi nãy 36 giờ tới 37 chứ. 37 nằm đâu? Lộn. Rồi, đổi cây quý vị ơi. 37. Rồi, 37 em này. Đó, rồi em này quý vị có mấy kỹ ha. Thằng thủ tay cành này ha. Rồi 37. Cây này cũng có bộ cũ luôn. Đấy, hoành luôn. Hoành 26. Cái cũ 37. Rồi xe luôn. Cũ đặt luôn. Cây này giao lưu 900 năm ơi. Có cũ bự chạc. Rồi 900. Rồi xuống cây. Này 38 luôn. Rồi, quý vị ngắm nghe kỹ em nói ha. Tay cành là cũng đều quá nè. Cành đều ha. Hoành 28. 28 hoành. Cây cũ 39 luôn. 39. Cây này giao lưu 650 anh em ơi. Rồi, 650. Rồi, xuống cây. Rồi, mình lên tiếp theo luôn. 39 em nhỏ mini. Dạ, mini đấy đẹp luôn. Rồi mình cho cái hoành nó luôn nha quý vị. Hoành 18. Rồi để đây. Dạ, cây này giao lưu 290 anh em ơi. Rồi 290.000. Rồi, cây luôn. Ủa 40. Rồi 40 đây dạ, quý vị. Cây này quái quái. Nghe kỹ ha. Dạ. Quanh 18. 8 cái bệ. 44 anh em. Đó, cây này quá quái đế đẹp luôn. Cây này giao lưu 307 anh em ơi. Rồi 307. Dạ. Vừa ghép luôn, cắt con này ghép. Rồi, xuống cây luôn. À, số 41 cái gì ơi. Cây này có cũ luôn. 41 này. Rồi, vô cái quanh luôn. Quanh 18. Rồi, có cái củ bự bự. Củ 31 nha anh em. Xây dạ. Cây này giao lưu 350 anh em ơi. Rồi, 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi. Mã số tiếp theo luôn. Mã số 42. 42. Tay cành đều ra. Cây này có cái củ tròn luôn. Cái củ nè. Cái củ 40. 23. 40 luôn. Cây này giao lưu 700 anh em ơi. Dạ, đế đẹp luôn. Củ 40 luôn. Rồi, xuống cây. Số 43. Đó, tay cành lực đều luôn đây ha. Cây này đế đẹp luôn. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 30. Rồi, đây cái đế luôn. Dạ. Đó, 30 hoành đế nè. 30 hoành đế đẹp luôn. Đó, cây này cũng bể nách đi anh em. Chứ đừng tính dầu để nhầm khi tính cái này nữa nuôi không lên cái anh em ấy. Em phiền nữa. Dạ. Ví dụ anh em nào ấy, ấy cái này giao lưu 2 triệu anh em ơi. Rồi 2 triệu ha. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Này
cây lùng lực nè, dạ, lá cành xè đẹp nè, cây cành đẹp luôn, có cái củ vàng tươi đó luôn này, có cái củ bự hoành 25 anh em ơi, cái củ 40 mã số 44 dạ. Cái này giao lưu 800 anh em ơi, dù để tràn chơi luôn, đẹp quá ha. Rồi xuống cây, rồi lên cây mới luôn. Đó, cái này có cái củ tròn vịnh luôn, cũng mấy đây, cây này 45 rồi, mã số 45 coi củ bự chưa, rồi cho cái hoành luôn này, củ cũng bự nữa nè, hoành 23 ba củ chản, củ 46 23 hoành mà củ 46 thì củ nở gấp đôi cái hoành luôn ha. Dạ. Cái này giao lưu 750 anh em ơi, tay cành đặt kẹo giá 750 750 luôn. Rồi xuống cây luôn, rồi mã số 46 gì đây, tay cành cũng đều quá đây ha, cành đều rang, hoành 26 anh em ơi, rồi để luôn. Cái này giao lưu 600 đi anh em ơi. Rồi, 600 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Em co lắc ha. Dạ, này co lắc đi nơm luôn. Mã số 47, mã số 47 nha quý vị. Co lắc tay cành đẹp nè. Cành cũng đều đây ha. Còn ngay hoành 29. 59 nè. Dạ. Đế nơm. Cái này nồi đế này 52. Đó. Cái này giao lưu 1 triệu, 1 triệu đi anh em ơi, dễ chốt. Rồi. Dạ. Okay, giá rẻ luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 48. Tay cành lực luôn. Hoành 27. Rồi, có này có cũ luôn, để nơm luôn. Cây này giao lưu 900 anh em ơi. Rồi, 900. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 49 cái gì đây. Này tay cành đều đẹp luôn. Có cái cũ luôn. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 28. Có cái mình. Này 49. Dạ. Cây này giao lưu 650 anh em ơi. Rồi 650. Dạ, có rồi, cái đuôi luôn. Cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Này đế nơm đẹp luôn. Rồi mã số 50 đây quý vị. Dù anh em nào khỏi ghép chơi tàn luôn. Cái này đẹp luôn ha. Dạ. Rồi, vô hoành luôn quý vị, tay cành nó đặt kẹo à. Hoành 29 à, anh em ơi. Cái này 47. Đó. Đi nơm đẹp luôn. Cái này giao lưu 2 triệu luôn anh em ơi. Rồi, xuống cây 2 triệu nha quý vị. Rồi, mã số tiếp theo. 51. Cái này rất đẹp luôn. Vàng xương lực. Hoành 28. Rồi, để đây. Để đều luôn. Khối đế luôn ha. Cây này giao lưu 1 triệu 2 anh em ơi. 8 hoành để đặt kẹo luôn, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây luôn. Số 52 của gì đây. Đế đẹp luôn. Rồi, mình vô cái hoành ha. Hoành 22. Dạ, cái này giao lưu 350 anh em ơi. Để quái vậy, ba cộng cộng nào nó dạ. Như còn 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, bắt đầu tiếp theo luôn, 53. Rồi, dàn xương này xe đẹp luôn. Hoành 25 anh em ơi. 25. Này giao lưu 370 anh em ơi. Kỹ như cái gì?
Dạ, đấy đẹp luôn anh em ơi. 370 dàn xương đẹp luôn. Rồi, 370. Rồi, cây luôn. Một em dán lắc nữa. Mã số 54. Dạ, lắc này co đẹp nè. Vừa ghép. Vừa cắt ngay đây ghép lấy cái chio luôn. Lấy cái cò này nè. Dạ. Hoành 24 anh em ơi. Đó, đấy đẹp luôn, đi nơm. Này giao lưu 370 nha anh em ơi. Rồi, 370. Rồi, xuống cây luôn. Đây, số 55. Có này đo ở đây đi, cái thì 29. Cái cũ này 47. Cái này 22. Đo hai ba thứ đi dễ anh em nào. Cái này giao lưu 750 anh em ơi. Có cái cũ này lời cái cũ này luôn. Cái cũ bự dữ nha. Dạ. Đẹp quá nè. Vừa cắt ngay đây ghép luôn anh em ơi. Cắt đó lấy nhánh bên đây thôi. Dạ, lấy ba nhánh này, bốn nhánh này thôi. Bốn nhánh này ok. Là đẹp luôn, làm quái quái. À. Rồi, cây luôn. Này cây đít nữa. Rồi, mã số 56 gì? Đã cành điều rang ha. Quanh 17 ha anh em ơi. Vẻ cổ có bù diệu. Dạ, cái này giao lưu 250 ha anh em ơi. Rồi xuống cây 250. Mã số 57 quý vị ơi. Rồi vô cái hoành em nó luôn. Hoành 22 đi anh em ơi. Rồi đéo gì. Cái này giao luôn 270 luôn anh em ơi. Đang đặt đéo anh ha. Dạ 270 luôn. Rồi xuống cây. À, mã số 58 quý vị ơi. Cái này đế cộng bự 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 không? Rồi, hoành luôn. 20. Đế cộng chẻn chẻn ha. Dạ, cái này giao lưu 270 luôn anh em ơi. Rồi, 270 luôn. Rồi, ok luôn. Số 59 quý vị. Rồi, mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành 24 anh em ơi. Rồi để cũng cộng bự bự không ha. Dạ. Này giao lưu 320 anh em ơi. 320 cây bụi chản dạ. Luôn đây. Bao ship luôn. Rồi xuống cây luôn. Xuống 60. Cây này để đẹp luôn. Hoành 22. Để luôn. Cây này giao lưu 270 anh em ơi. Đều rồi ha. Dạ để đều luôn. 27. Rồi xuống cây luôn. 61 cái gì ơi. Một em dán lắc. Rồi cho cái hoành luôn nha quý vị. Hoành 23. Rồi để đây. Cây này giao lưu 350 anh em ơi. Rồi cổ bự. Đi nơm. Rồi 350. Rồi xuống cây. Hoành 20. Rồi để luôn. Cái này giao lưu 270 anh em ơi. Rồi 270. Rồi xuống cây luôn. 63. 63. Hoành 20. Cái này giao lưu 320 anh em ơi. Rồi 320, 363. Rồi xuống cây luôn. Số 64. 64. Đi nơm. Đấy hoành. Hoành 20 luôn. 20. Cụ đế đây. Dạ. Cụ đế. Cái này giao lưu 270 luôn anh em ơi. Đi nơm luôn, 270 luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Này đế đẹp luôn. 65. Hàng xương đẹp luôn. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 24. Rồi, đế luôn. 54. Cái này giao lưu 350 anh em ơi. Rồi, 350.
Rồi chúng cái số tiếp theo 66. Hai cành cũng đều luôn. Dạ. Rồi củ trước đây. Củ ăn. Củ này 36. Quỳnh Thân 23. 36 23. Này giao lưu 450 à, anh em ơi. Thôi củ là lạ nè. Cho em dọc bên kia nó anh Nguyên. Đế đẹp luôn. Lắc bẻ rưỡi ha anh. Dạ, 450 luôn. Thương quá ha, tay cành đẹp nữa nè. Rồi mã số 67 luôn đây. Rồi vô hoành luôn nha quý vị. Rồi bẻ hoành. Hoành 19. Rồi 19. Nồi này 30. Rồi xây luôn. Cái này giao lưu 250 luôn anh em ơi. Rồi 250 ngàn. Rồi, giá này giá mềm luôn. 68 luôn. Ôm lắc luôn, đế đẹp luôn. Lắc đế gom luôn. Dạ, gom luôn. Quành 22. Để hay gì để. Dạ, đế đẹp luôn. Này giao lưu 207 luôn anh em ơi. Rồi 207 luôn. Rồi dạ. Xuống cây. 669 luôn. 69 luôn. Xương đẹp luôn. Cành đều ra. Quành 27. À, để đèn cối luôn. Dạ. Cây này giao lưu 500 anh em ơi. Thôi đây cái cống mình trả. Dạ, 500. Dàn xương này. Vậy luôn nè. 500. Rồi, xuống cây luôn. 70. Quành 21. Dàn xương đẹp luôn anh em ơi. Xương đẹp bự bự bự. Cái này giao lưu 270 luôn anh em ơi. Rồi 270. Rồi xuống cây. Rồi cuối cùng là một cặp. Một cặp hai cây anh. 71 luôn thôi, cặp luôn đi anh Tấn ơi. Thấy kìa. Rồi cặp luôn. Cặp, cặp sắp nó lên đi. Dạ. Cái này để đâu hoành luôn. Đâu hoành đây đi. Cứ để vô. Hoành 23. Xây kỹ kỹ nha. Đó. Dạ, dàn xương đẹp luôn. Đế nè. Đế gom cục như nè. Rồi, ok. Đó. Này bẻ đẹp luôn. Đây. Này chơi bonsai. Cặp luôn, bonsai ghép luôn. Quành 23 luôn. Rồi, cặp này 500 anh em ơi. Rồi, cặp này mã số dạ. 71. 1, 500. 2 cây, 500, dạ. Bao ship tới toàn quốc luôn. Dạ, rồi. Rồi, hết ha. Dạ, rồi, hết. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, mã số nào alo trực tiếp cho anh Nguyên. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau nha.